Mẹ mới có thai, kể từ một ân thì có nơi mẹ mới có thai. Âm dương gì khi nào ai biết gì, ở trong lòng thì có nơi nuông những sầu bi. Ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy, sang đến hai ân thì có nơi mẹ chịu bay tay. Sang đến hai ân thì có nơi mẹ chịu bấy chày, kêu mang 9 tháng 10 ngày thai sinh. Mà kể từ vách đất lều tranh, nắng mưa đùm bọc mà rách lại nuông những nắng yêu. Sang đến ba ân thì có nơi mòn mỏi hắt hiu, thân gầy sữa cạn chất chiêu mỏi mòn, dại dầu bu mớm nuôi con đi. Bu mớm nuôi con 4 năm đi, mẹ kể chợ thôn đi về, mà kể từ hạt gạo mầm kê tào tần đi khuya sớm ấy, mới mẹ lo bề rau cháo con ăn đi. Sang đến năm mình thì có nơi đầm ấm chiêu chăn đi, cho ớt mẹ nằm đi, cho giáo mẹ kề con. Mẹ thích từng ngày mầm cho con lớn con khôn đi, âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai. Mà sáu ân đi mẹ kể canh dài, mà sáu ân đi mẹ kể canh dài. Khi con chốc nở đèn xài nuông những ủ ê bốn phương đi, mưa gió đáo lệ thuốc thang bu mơ mi. Bồn bè đầy âu lo trước bảy ân đi, tập lẫy tập bò trước bảy ân đi, tập lẫy tập bò đầu răng quay lấy khúc khuỷu xong ngô đà héo khôn vơi. Chăm chút không rời 8 ân đi, chăm chút không rời nửa tình theo tính dạy người loan phương. 9 ân đi tách tổ ra giàng, mà 9 ân đi tách tổ ra giàng. Học văn học lễ chiêm bảng vàng thành son, mới lo bề gia thất cho con đi. Lên chồng lên vợ vẹn tròn lứa đôi, chứ 10 ân đã kể xong rồi. 10 ân đã kể xong rồi, con ơi hãy nhớ những lời mẹ khuyên cho đêm dài dạ heo khôn vơi. Mẹ mới có thai, kể từ một ân thì có nơi mẹ mới có thai. Âm dương gì khi nào ai biết gì, ở trong lòng thì có nơi nuông những sầu bi. Ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy, sang đến hai ân thì có nơi mẹ chịu bấy tay. Sang đến hai ân thì có nơi mẹ chịu bấy chày, kêu mang 9 tháng 10 ngày thai sinh. Mà kể từ vách đất lều tranh, nắng mưa đùm bọc mà rách lại nuông những nắng yêu thang.
thân thì có nơi mòn mỏi hắt hiu, thân gầy sữa cạn thì chất chiêu mỏi mòn dại dầu bu mớm nuôi con đi. Khuya sớm ấy với mẹ lo bề rau cháo con ăn đi, sang đến năm mình thì có nơi đầm ấm chiêu chăn đi, cho ớt mẹ nằm đi, cho giáo mẹ kể con mẹ thích từng ngày, mong cho con lớn con khôn đi, âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai mà sáu ân đi mẹ kể canh dài. Sáu ân đi mẹ cả canh dài, khi con chốc nở đèn xài nuông những ủ ê bốn phương đi, mưa gió đáo lệ thuốc thang bu mơ mi, bốn bề đầy âu lo chứ bảy ân đi tập lẫy tập bò. Bảy ân đi tập lấy tập bò, đầu răng quay lấy khúc khuỷu xong ngô đà héo khôn vơi, chăm chút không rời tám ân đi, chăm chút không rời nửa tình theo tính dạy người loan phương, chín ân đi tách tổ ra giàng. Mà chín nấc ni tách tổ ra giang, học văn học lễ chiêm bảng vàng thành son mới lo bề gia thất cho con đi, lên chồng lên vợ vẹn tròn lứa đôi chứ mười ân đã kể xong rồi, chứ mười ân đã kể xong rồi. Con ơi hãy nhớ những lời mẹ khuyên cho đêm dài dài.